Đây tủ rau này nha cả nhà. Đó, rất là tươi xanh luôn nha. Và đây rau xà lách nè. Này rất là nhiều cái cải bẹ xanh này cô chú anh chị. Đó. Ở dưới này là đủ loại rau luôn nha cả nhà. Đó. Lá lốt, rau quế, rút cá, xá xị, đinh lăng. Có này là lá cóc, lá ổi gì nè, lá cóc nè cả nhà. Quá trời luôn. Đây chuẩn bị rau sẵn như vậy vô một cái rổ gì cho khách nha cả nhà. Đó, ăn một phần bánh xèo là sẽ có một rổ rau như vậy ha. Đó, ăn hết thì lấy thêm. Có tí tô nữa. Này bên này nước mắm vô bịch sẵn như vậy là bán mang về nha cả nhà. Có bánh tráng nữa nha, bánh tráng đây. Đó. Nè, vô bịch sẵn nè, đó một phần. Mua một cái cũng bán nữa nha cả nhà. Một cái cũng một bịch rau như vậy, hai cái thì rau nhiều hơn nha cô chú chị. Tối nay vỡ trận bánh xèo rồi cả nhà ơi. Cách trồng đúc tấp nập luôn. Hai bà cháu đang chiên tích cực vô. Năm chảo hoạt động liên tục. Khách tới ăn bánh xèo nữa kìa. Hết chỗ rồi, bây giờ hiện tại là phải ngồi ở ngoài sân nha cả nhà. Ở trong nhà không có chỗ ngồi, với lại hết chỗ đậu xe luôn. Đậu xe với ngồi ngoài sân luôn rồi. Đây. Vô trong nhà quay của chú chị mình xem nha. Đó. Quá trời khách luôn, thấy không? Đang chờ rồi, chưa có bánh nè. Hai bàn đang chờ chưa có bánh. Ở ngoài đây hai bàn cũng chưa có bánh luôn. Chờ luôn khách. Đông đúc. Ăn đây luôn kìa, đậu đó luôn đi ăn. Bên đây còn bàn nè, còn hai cái nè. Ờ bên này. Ở trong nhà cũng còn bàn. Đậu xe đó luôn đi. Qua đây ngồi nè, bên đây có bàn. Trong nhà cũng có. Bốn người vô bàn cao trong nhà. Rồi, này sắp đập rồi. Rồi hai cái bình thường. Ăn đây hả chị? Ăn đây. Đó có bàn cao ở trong nhà. Có cái bàn ở trong. Phải đi con mà. Cho bà ngồi mình vào đây luôn. À, tất bật hối hả cả nhà, quá đông rồi. Hôm nay là Phương thấy đông hơn tối của hôm trước nha cả nhà. Tối hôm qua đông không có bằng. Hôm qua bán lại rồi, tối nay quá đông. Nhà hình như là full bàn luôn rồi. Cái tủ đựng rau hết rau luôn rồi. Cha hết rau rồi. Hết rau rồi, xuống nữa rau thêm là hết rau, xẻ rau, hết rau. Khách vô nữa nè. Rồi. Hết bàn rồi, hết vô nữa. Thì bà nội với bé Hà phải đặt động nhanh lên. Bên đây hai cái. Dạ. Đậu xéo ngoài ha. Dạ. Chị này trước nè.
xong rồi tới bên này. Một bạn cô chú này ăn xong rồi. Có bánh xèo nè, đưa bạn nào không? Bên đó cũng hai cái luôn, bên đây cũng hai cái luôn. Bánh gì không kịp ra nha cả nhà. Giờ phải chờ đông mới vô một lúc đông chờ. Bé Hà, bé Hà. Hèo thấy chưa, nó hèo. Anh tiếp xe ngắn vô nha anh. Để vô, không có chỗ đậu nha anh. Hôm nay bỏ trận rồi anh tiếp xe vô. Mới đồng đi chiều giờ không có đồng chỗ bình thường đi đường này đi đường này đi về kiểm tra cái đường qua đấy, kiểm tra qua nó không có dỡ hai con linh vật mấy con rồng để hết tháng giêng ba con rồng để, hai ba con rồng mấy con rồng sáng báo nói mà để hết tháng giêng lận. Mấy cái tiểu cảnh gì thì giỏi chứ mấy hai con rồng đấy. Cái sự kiện áo dài. À. Để nó đẹp mà để cho người ta tham quan. Để cho ta tham quan. Hiện tại thì còn hai bàn ở ngoài, ba bàn. Ba bàn chưa có bánh nha cả nhà. Bánh xèo này là của nhà tôi hết trơn. Bánh xèo nào mà không có bánh xèo nào mà không có tôi hết. Chỉ có cái bên Tân Hưng này là sang thôi. Bởi vậy, đụng sang. Đụng hàng của Việt Nam đó. Không mà chưa qua đây thì chứ làm. Bánh xèo này ra đầu tiên luôn á. Bán có mấy người có luôn bây giờ. Bà con. Bà con thì chú ruột, bà con gì nữa. Ủa chú ruột luôn hả? Nói chú ruột quay nè. Không có nói biết này, không biết đâu được. Đâu có đông á. Đâu có ăn được. Anh, bánh ăn được không? Có ăn được. Cũng giống như này. Bây giờ luôn á. Dạ. Cái chân gì luôn. Bắt đầu. Thấy chảo là y gì luôn. Em thêm cũng không, em thêm. Em thêm. Hai bàn bên kia nữa là hai cái nữa, trong nhà nữa là đủ bánh nè. Bây giờ đồng, bánh xèo là 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 cái nó đi, cái nó đi bạn bên đó luôn, cái nơi đợi cái nữa. Thôi đây đi ăn trước. Rồi đi ăn trước. Chỗ nào bánh xèo cũng quay, phim nó quay ra đây không quay. Nào, qua đây rồi. Rồi,
Tiếc là tụi cái này là tấp nập rồi, cái nữa cái này là tấp nập luôn nha cả nhà. Chú đó nãy giờ đợi hơn 10 phút giờ gói bay bánh rồi, sắp xong chỗ rồi. khoe cái nào đẹp, khoe bên đó không có bánh khọt nữa thôi á, khoe bên đó không có bánh khọt nữa. Nãy bà nội nói ông đi ông không ghi hình lại, ai theo nghề bánh xèo nào đổ nợ dài. Bà nội tiến bố. Không ai cầm cự được qua 40 năm được. Khó không? Được qua 40 năm. Lê Thị Hà. Bán dên. Bánh xèo á chị, vô ăn tại chỗ, có chỗ ngồi luôn, có chạy vô nhà được không nội ơi, khách vô nội ơi, nội xem bên đây đó, đó khách bên đường rồi, chuẩn bị qua xe đông quá, tối này xe đông quá cả nhà, đây bà con đi đông quá. Này ta dưới quê ta lên ta đi làm rồi nè, không có đi chợ nấu nướng gì, đi ăn bánh xèo cho tiện nha. Rồi đậu luôn cho ông nội sắp xe luôn, có bạn trong nhà luôn. Đó nè, tấp nập luôn. Thôi thế hè mới có nửa số bột mà. Chưa có gì. Hai người đẹp bên trước, ai gái đem về. Tối chiều nay đẹp quá trời, tròn bằng. Nay mặc đồ áo đỏ tươi ha. Đây quá. Nội sức lộ là bữa nay là bé Hà chưa có bị cái nào nữa. Đi sao? Cái ngờ mình có cười người này mới lên chứ sao? Cô tiên nói là cũng ăn gì là cứ nói cô tiên là điều ước sẽ thành hiện thực hả? Từng ăn được liền. Cô tiên cũng làm cực khổ lắm, một tháng là cô tiên ở sân ăn gì thì có thể nói chứ không phải là ngày nào cũng ăn. Ngày nào còn ngày bình thường là ăn bánh xèo. Không, nãy ăn cháo dinh dưỡng nè. Ờ, nó chiếm lại. Chị ơi, chú không ăn đâu. Chị ăn cháo dinh dưỡng hả? Ăn nuôi. Ăn nuôi. Ủa, ăn gì thì nó ăn đó chứ bóc phốt gì trời. Ủa, chưa có bánh đi rồi. Chưa có bánh đi. Có chưa? Có rồi hả? Ai biết tưởng đưa rau trước. Đi. Thường đưa rau không ai biết, có bánh tiền. Có bánh vô có bánh liền đâu. Chú Phương này nói trước là chú Hào quá. Mới làm theo với bộ. Thầy Vũ Phương quay lại chú Thương thấy bịch rau không à. Chú Phương tưởng đâu có bánh nhanh vậy. Bữa kia vậy nè. Đúng rồi.
ổn định nè, khách đã ổn định chỗ ngồi, đang ngồi thưởng thức bánh xèo. Mình đổi sao mà lấy lên là nó không rách nữa này, là bơ phạt luôn á, bơ phạt luôn á. Bơ phạt giống, bơ phạt giống như là bé Trâm Anh nói. Tại giờ phát âm không chuẩn giờ, ý kiến gì vậy? Càng ngày tiếng Anh càng chuẩn mà. Bà hay gọi bartend, bà hay gọi bartend. Cái bát tên. Cái bát tên. Chúng ta là thì chỉ là mốt con bát tăng trách nhiệm này các bạn. Hôm nay có nhiều hình như khách mới. Khách mới hả? Ừ, vô hỏi địa chỉ. Đúng rồi, cũng có khách vừa hỏi địa chỉ đặt bánh xèo, không biết nay có giao không? Sáng khách hỏi số điện thoại. Số điện thoại là khách em mình là hay đặt nó là. Thường nay có điện treo luôn ha, pin luôn. Giữ tiền. Trang bị tận răng phục vụ quý khách. Ở cúp bộ hai cá đó. Còn cá giọng á. Ủa cúp điện hả? Cái này pin pin nó được lâu ha. Tiếng hả? Bóng nó nhiều quá. Bóng nó to chắc cũng khoảng 20 quá rồi. Không, cô Hương, cô Hương nay đi chùa. Nay cô Hương đi chùa, nay cô Hương mặc đồ chùa. Nay mất 6 mà. Còn mờ có 9 ngày nữa mà.